Ban ngày, trong khi những đàn heo của các hộ dân trong vùng kêu ầm ĩ, thì trang trại heo của nhà ông Phạm Hoàng Sơn, hay thường gọi là Ba Sơn, lại rất yên tĩnh. Bởi vì lúc này, những con heo đang nghe nhạc và ngủ. Chuyện cho heo nghe nhạc và ăn đêm ngủ ngày tưởng chừng không thể này lại có thật tại trang trại heo Ba Sơn ở Tháp 10 Đồng Tháp. Đầu tiên là khi mà cho mấy em sinh viên vô trong trang trại mình để mà thực tập đó, thì mấy em mở nhạc thì chú phát hiện rằng cái con heo nó có thể cảm giác được. Cho nên từ đó là chú có một suy nghĩ rằng là người ta cho con bò nó nghe nhạc được thì con heo mình sẽ cho nghe nhạc được. Và bắt đầu chú trải nghiệm thì từ chú thấy là nó kết quả, cho nên từ đó là chú đổi cái chu kỳ của nó luôn. Nghĩ là làm, lão nông này bắt tay vào nghiên cứu và thử nghiệm cho đàn heo nhà mình nghe nhạc. Sau một năm nghiên cứu, tác động và nhiều thất bại, cuối cùng ông Ba Sơn cũng đã tập được cho đàn heo của mình nghe nhạc và ngủ vào ban ngày. Mặc dù đang ngủ, nhưng những chú heo này vẫn vẫn tay ngoảy đuôi, thậm chí đong đưa chân theo tiếng nhạc được phát ra từ hệ thống loa thùng. Những chiếc loa như thế này được ông Sơn đặt ở nhiều nơi trong trang trại, đảm bảo tiếng nhạc có thể lan rộng khắp nơi. Nghe nhạc, heo nái thư giãn, heo thịt ngủ ngoan đã đem lại cho ông Ba Sơn kết quả không ngờ tới. Những cái năm trước á, thì nó tỷ lệ khoảng là 8 đến 10 thôi, nhưng mà sau này á, thì mình cho nghe nhạc thì thấy cứ mỗi tháng bình quân nó khoảng được 11.5, còn có khi ra đến 13. Như vậy là con heo nó đẻ rất là sai. Điểm thứ hai nữa là khi mà con heo nái nó nghe nhạc như vậy thì khi mà nó ăn xong nó cho con bú thì cái tỷ lệ sữa nó rất là tốt. Và chính vì vậy mình nuôi con nó mau phát triển hơn. Còn cái phần heo thịt đó thì tốc độ nó phát triển nhanh và đồng đều hơn. Mở nhạc cho heo nghe, đây là công việc ông làm hàng ngày. Một ngày heo nghe nhạc 2 lần, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa và từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Ông Sơn chỉ cho đàn heo nhà mình nghe nhạc trữ tình và nhạc không lời êm dịu. Còn nhạc trẻ và nhạc có tiết tấu mạnh đều không được sử dụng. Khoảng 90% là nhạc trữ tình. Những cái nhạc mà trẻ hay là nhạc nước ngoài thì mình không có sử dụng trong vấn đề cho heo nhạc. Tại vì khi mà nhạc trẻ thì nó cái tiếng hát của nó thì nó nhanh. Điểm thứ hai nữa là nó mạnh dạn. Cho nên chính vì vậy là làm cho kích động con heo nó không được cái trạng thái bình thường. Cho nên chính vì vậy mình làm cái đó thì nó không có kết quả. Bây giờ nếu mà cho heo nghe nhạc thì điều quan trọng nhất là nên cho heo nghe nhạc trữ tình, loại nhạc êm dịu. Vậy heo nuôi thì cũng khác hơn ở đây đó. Ở đây nuôi thì nó không phải như ổng ở ngoài vô nuôi vậy, chị cũng không biết nữa. Chắc lập dị đây quá à. Cho heo nghe nhạc đã là điều lạ, nhưng ông Sơn lại còn khác người hơn khi cho heo ăn đêm lại ngủ ngày. Đàn heo được cho ăn từ 4 giờ chiều, kéo dài đến 4 giờ sáng hôm sau. Thức ăn được đổ đầy vào máng tự động. Điều này tưởng chừng phản khoa học, nhưng theo lý giải của ông Sơn, heo ăn đêm được nhiều hơn do thời tiết mát mẻ, ít tiêu tốn năng lượng hơn ban ngày. Do đó, ông rút ngắn được thời gian chăn nuôi từ 7 đến 10 ngày. Từ đó tiết kiệm được nhiều chi phí bỏ ra. Điều trước tiên khi mình làm thì rất là nhiều người ta nói là mình làm không thành công. Người ta nghĩ rằng là mình làm ngông, theo như dân miền Tây mà nói là mình làm ngông. Nhưng mà sau khi mình làm thành công rồi thì mình thấy điều đó mới là giá trị. Cho nên là trong cái vấn đề làm rất là tin tưởng. Nhưng mà đôi lúc thì mình gặp rất là nhiều thất bại bởi vì tác động mà. Tác động lúc đầu tiên mình chăn nuôi nhỏ lẻ thì nó không được thành công lắm. Và sau khi mình làm đại trà mình có những cái kết quả rõ ràng thì lúc đó là mình khẳng định rằng mình làm điều đó là được. Tốt. Thì đây là một cái mô hình mà nó lạ trên địa bàn của huyện và nó cũng khác với những cái mô hình coi như là trong và ngoài tỉnh. Thì hiện nay là cái hình thức nuôi của chú Ba Sơn á, là qua cái vấn đề mà chú ấy nuôi và theo dõi cái tập quán của con heo á, thì chú có thay đổi cái phương pháp nuôi, đó là cho heo ngủ ngày và ăn đêm. Thì với cái phương pháp này là chú ấy cũng áp dụng cũng khá lâu rồi. Thì qua cái kết quả và đánh giá, thì trên cái báo cáo về cái kết quả của chú á, qua mấy vụ thì nó đem lại cái hiệu quả.
với tổng đàn 1.800 con, có trên 160 con heo nái và áp dụng được cách nuôi hiệu quả, nên hiện nay trang trại Ba Sơn chủ yếu xuất bán heo giống cho các nơi trong và ngoài tỉnh. Nhờ cách nuôi là đời mà lão nông này thu về lợi nhuận gần 1,2 tỷ đồng mỗi năm.